Tờ The Guardian dẫn các nguồn tin tình báo của Anh cho biết, ngày 20 tháng 1, thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng là Abdul Rahman al-Mali al, -Mali al Theo báo cáo này, thì đây là một trong những thành viên sáng lập của IS và có thời gian dài hoạt động tại Iraq. Các nguồn tin cho biết, trước khi trở thành thủ lĩnh mới, Ansabi cũng được giao nhiệm vụ theo dõi các kế hoạch của IS trên toàn thế giới. Đối tượng này được phong làm thủ lĩnh mới của IS chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi nổ bom tự sát sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy đuổi hồi tháng 10 năm ngoái. Theo Guardian, Ansabi sinh ra trong một gia đình gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Tan của Iraq và là một trong số ít thủ lĩnh IS, không phải là người Ả Rập. Hồi năm 2004, đối tượng này từng bị lực lượng Mỹ bắt giữ ở miền Nam Iraq, nơi hắn gặp Al-Badadi.